Trang Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Sau sự im lặng trong hơn một tháng, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối cùng đã lên tiếng nói về lũ lụt đang hoành hành trên khắp miền Trung và miền Nam Trung Quốc và mô tả nó là nghiệt ngã. Tờ China Daily, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc đã dẫn lời ông Tập nói rằng tình hình phòng chống lũ lụt hiện tại là nghiệt ngã. Sau đó, ông kêu gọi những nỗ lực nghiêm túc trong việc hỗ trợ cho những người nghèo bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để họ không rơi vào cảnh nghèo đói vì những thảm họa. Theo CCTV News, ông Tập cho biết mực nước của sông Dương Tử, sông Hoài Hồ, Động Đình, Hồ Ba Dương và Thái Hồ gần đây đã vượt mức cảnh báo. Ông Tập cũng thừa nhận tình hình lũ lụt ở Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô và Chiết Giang là rất nghiêm trọng. Ông Tập cũng cảnh báo đất nước đang bước vào giai đoạn quan trọng trong việc kiểm soát lũ và nói rằng chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trong việc này. Ông nói rằng Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên nước, Bộ Quản lý khẩn cấp và các bộ phận khác nên tăng cường phối hợp và triển khai lực lượng cứu hộ cùng với vật liệu cứu trợ theo cách khoa học hơn. Ông Tập cũng kêu gọi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA và lực lượng cảnh sát vũ trang tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ tại khu vực bị lũ lụt. Hiện tại, Văn phòng Kiểm soát Lũ của Chính phủ Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp quốc gia từ mức 3 lên mức 2 trong hệ thống cảnh báo có 4 mức. Các nhà lãnh đạo, cấp bộ trưởng đã dẫn đến các đội đến Giang Tây và những nơi khác để hướng dẫn cứu trợ thảm họa. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, kể từ đầu tháng 3, lũ lụt bất ngờ bùng phát trên khắp 27 tỉnh khiến cho 141 người thiệt mạng và 37,89 triệu người bị ảnh hưởng. 433 con sông có mực nước đã vượt quá mức nguy hiểm. Mạng truyền hình, cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc đưa tin rằng lũ lụt ở nước này đã khiến cho 22.000 ngôi nhà sụp đổ, buộc 1,721 triệu người phải di rời, gây thiệt hại lên tới 61,79 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 8,82 tỷ USD. Mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc khiến 108 người thiệt mạng trong 6 tháng đầu năm. Theo báo Economic Information Daily, thì từ đầu năm đến nay, tình hình mưa lũ liên miên tại 22 tỉnh thành của Trung Quốc đã khiến ít nhất 108 người chết và tổng thiệt hại kinh tế lên đến 5,6 tỷ USD. Tổng cộng 20,79 triệu người ở 22 tỉnh thành phố tại Trung Quốc phải chịu thiệt hại do mưa lũ trong năm nay. Hơn 1 triệu người buộc phải sơ tán, ít nhất có 108 người chết và 21 người mất tích. Nước lũ cũng gây thiệt hại tới 1,7 triệu hecta hoa màu và 44.000 ngôi nhà. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các tỉnh miền Nam Trung Quốc gồm Hồ Nam, Tứ Xuyên và Phúc Kiến. Thứ Sáu tuần trước, một cơn mưa rất mạnh bắt đầu quét qua sông Trường Giang, Hoài Hà và Thái Hồ trên tổng diện tích khoảng 210.000 km2. Trước đó, thì mưa lũ đổ xuống các quận phía Bắc của Thượng Hải làm tê liệt hệ thống giao thông và vô hiệu hóa các phương tiện đi lại của người dân. Giang Lin, nhà khí tượng học tại Cục Khí tượng Phúc Kiến cho biết hiện tượng El Nino là nguyên nhân dẫn tới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với hạn hán kéo dài suốt mùa xuân và mùa mưa nặng nề từ tháng 3 năm nay, sự kiến hạn hán sẽ quay trở lại sau khi mùa lũ năm nay kết thúc. Hàng năm, có tới hơn 100 thành phố khắp Trung Quốc chìm ngập trong nước lũ. Theo thống kê của Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Văn phòng Cứu nạn Hạn hán Trung Quốc, thì có 184 thành phố tại nước này chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt vào năm 2012, 234 thành phố vào năm 2013 và 125 thành phố vào năm ngoái. Một trong những nguyên nhân chính là do chính quyền địa phương không chú ý đến hệ thống thoát nước, dẫn đến lũ lụt thường xuyên xảy ra tại nhiều thành phố. Hơn 300 thành phố Trung Quốc không đạt được tiêu chuẩn quốc gia về phòng chống lũ lụt cho khu vực đô thị. Thậm chí, hơn 90% các đô thị cũ không đạt được tiêu chí thấp nhất về phòng chống lụt. Đập Tam Hiệp thất bại trong kiểm soát lũ, cố đô ngập trong biển nước. Lũ đã ảnh hưởng tới hơn 54 triệu người, khiến 3,7 triệu người mất nhà cửa và 158 người bị chết hoặc mất tích. Nước lên cao đã phá hủy 41.000 ngôi nhà, làm hư hại thêm 368.000 ngôi nhà. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp,
Thành cổ Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây mới đây đã trở thành nạn nhân của mùa mưa lũ vốn đã hoành hành nhiều vùng rộng lớn ở Trung Quốc suốt 2 tháng qua. Chỉ trong một ngày, cơ quan khí tượng Tây An đã phải ban hành cảnh báo màu cam về lượng mưa lên tới 50mm trong vòng 3 giờ. Những cơn mưa lớn đổ nước thành cổ và những hậu quả khủng khiếp mà nó gây ra cho Tây An đã được nhiều người dân địa phương đưa lên mạng xã hội. Một số hình ảnh được chia sẻ cho thấy nhiều con đường biến thành sông với nước cao ngang lưng, một số người thậm chí trèo cả cano để lượn quanh thành phố. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo đợt lũ lụt ở các tỉnh miền Nam sắp kết thúc. Điều tồi tệ nhất của mùa mưa vào tháng 6 gây ngập lụt nhiều vùng, bao gồm lưu vực sông Dương Tử có thể sớm kết thúc, nhà khí tượng học cao cấp Giang Juan nói. Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều lo ngại về đập Tam Hiệp khổng lồ, nơi mà mực nước hồ chứa đã dâng 15 mét so với mức cảnh báo, mức cao nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành vào năm 2006. Một số chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp trong việc phòng chống và giảm nhẹ lũ lụt khi mà đợt lũ mùa hè đã lan rộng ở các tỉnh hạ lưu bao gồm Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Giang Tô. Họ cho biết mặc dù năm nay lũ lụt trên sông Dương Tử rất nghiêm trọng nhưng vẫn chưa là gì so với kịch bản xấu hơn vốn đã được dự tính trong quá trình thiết kế đập. Kỹ sư trưởng của Cục Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên, người cũng viết một chuyên mục trên tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc, ông Fang Xiao cho biết, đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu đựng trận lũ tồi tệ ở quy mô một thế kỷ mới có 1-2 lần. Nhưng hiện nó đã không thể thực hiện được vai trò điều tiết lũ khổng lồ của mình, mặc dù các trận lũ năm nay ít nghiêm trọng hơn so với trường hợp xấu nhất trong thống kê thiết kế. Khi xây dựng, đập Tam Hiệp được đặt ra mục tiêu là kiểm soát lũ lụt và bảo vệ các trung tâm đô thị như Vũ Hán và Trùng Khánh. Tuy vậy thì cả hai thành phố đã bị nhấn chìm một phần vào đợt lũ này. Mặc dù nhà điều hành đập Tam Hiệp đã nói rằng tình hình có thể tàn khốc hơn nhiều nếu không có đập. Đợt mưa lũ năm nay tại Trung Quốc là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Nước ở 433 sông dâng lên vượt mức kiểm soát lũ kể từ tháng 3, trong đó có 33 con sông lập kỷ lục. Lũ đã ảnh hưởng tới hơn 54 triệu người, khiến cho 3,7 triệu người mất nhà cửa và 158 người chết hoặc mất tích. Nước lên cao đã phá hủy 41.000 ngôi nhà, làm hư hại thêm 368.000 ngôi nhà. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp, số ca tử vong và số nhà bị hư hại ít hơn so với năm trước, nhưng số người mất nhà cửa và thiệt hại kinh tế cao hơn nhiều. Tứ Xuyên xuất hiện trận lũ lụt lịch sử trăm năm mới gặp một lần. CNA đưa tin, những ngày qua, Tứ Xuyên liên tục có mưa lớn kéo dài. Thành phố Nhã An, đoạn khu sông Thanh Y xuất hiện đợt lũ lụt lớn trăm năm mới gặp một lần. Vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm qua, chính quyền địa phương đã phát lệnh ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 1 lần đầu tiên trong lịch sử. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu tình hình kiểm soát lũ phải được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt. Theo tài khoản WeChat, Tứ Xuyên thông báo, của Văn phòng Thông tin Chính phủ tỉnh Tứ Xuyên, trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Tứ Xuyên thông tin rằng đã có một trận lũ trăm năm mới gặp một lần xảy ra ở thành phố Nhã An, đoạn khu sông Thanh Y. Dự báo hoàn toàn bộ lưu vực sông Thanh Y sẽ hoàn toàn vượt quá mức an toàn. Vùng hạ lưu sông Đại Độ và hạ lưu sông Mân Giang cũng sẽ xảy ra lũ lớn vượt ngưỡng báo động và an toàn. Tình hình kiểm soát lũ được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt. Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên quyết định bắt đầu triển khai việc ứng phó khẩn cấp nhằm kiểm soát lũ lụt cấp độ 1 vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm qua. Theo CCTV và Lu Media, đây cũng là lệnh ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp độ 1 đầu tiên trong lịch sử của Tứ Xuyên. Căn cứ vào xu hướng lượng mưa hiện tại, dự kiến trạm Tam Hoàng Miếu của sông Đà Giang sẽ hứng chịu lũ lụt vượt quá kỷ lục lịch sử. Vùng trung và hạ lưu sông Bồi Giang sẽ tiếp tục hứng chịu lũ lụt vượt quá mực nước an toàn. Tài khoản Tứ Xuyên thông báo cũng chỉ ra rằng trận mưa lớn đêm hôm kia đã khiến cho mực nước sông Thanh Y dâng cao. Tại thành phố Nhã An, các cây cầu lớn như là Simen Quiao, Lang Quiao, Da Hong Quiao, Da Sinh qua và cây cầu lớn bắc qua sông Thanh Y tạm thời không được phép hoạt động. Và ngày hôm kia thì do lượng mưa lớn liên tục, đất đá bị sạt lở ở thốc đầu cầu trên đường cao tốc Đô Vấn, tỉnh Tứ Xuyên khiến giao thông bị gián đoạn theo cả hai hướng.
Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo màu xanh, mức cảnh báo thảm họa lũ lụt bất ngờ. Theo đó, từ 8 giờ tối ngày hôm kia đến 8 giờ tối ngày hôm qua, lũ lụt có thể xảy ra ở huyện Thanh Thần, Nhân Thọ, Vinh và những nơi khác. Do mưa lớn liên tục ở Tứ Xuyên, trước tình hình kiểm soát lũ được thực hiện ngày càng nghiêm ngặt, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên phát động ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 2 vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm kia. Các cơ sở hạ tầng ở Thành Đô, Đức Dương, Miên Dương, Quảng Uyên, A Bá đã bị hư hại ở mức độ khác nhau và ngập úng đã xảy ra ở một số nơi. Miên Dương, Thành Đô, Quảng Nguyên, Đức Dương di rời khẩn cấp hơn 60.000 người. Tính đến trưa ngày hôm qua thì 32 con sông bao gồm Đà Giang, Bồi Giang, Thanh Y, Mân Giang, Đại Độ, Gia Lăng và các nhánh sông Hoàng Hà có mực nước vượt quá mức báo động và an toàn. Trong đó, dòng chính của sông Đà Giang và một số trạm trên các nhánh của sông Đà Giang, Mân Giang, Bồi Giang và Đại Độ có mực nước vượt quá mực an toàn. Cục Thủy văn Ủy ban sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc thông báo rằng trận lũ số 5 trên sông Dương Tử trong năm nay đã hình thành ở thượng nguồn. Nó sẽ đi qua đập Tam Hiệp với lượng là 70.000 mét khối trên giây, lập kỷ lục về dòng chảy lớn nhất trong năm nay. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Xin được kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó thì hãy nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chương trình chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của kênh Tin Mới.